Hoy somos Hôm nay chúng tôi hân bendecidos hạnh con được la trình chiếu một trong presentación những bài thuyết de giảng sâu una sắc de với tựa estas đề reveladoras conferencias titulada El Sutra Surangama, la Kinh influencia de los Lăng Nghiêm, demonios ma en los chướng của người tu practicantes hành, espirituales que codician los tham poderes cầu thần lực espirituales o el hoặc profundo thâm không. vacío, parte 1 Phần de 1 trên 5 5 entre trong tiết mục giữa maestra thầy và y trò, discípulos, impartida được en giảng bằng tiếng inglés Anh y và Trung chino Hoa el 30 de vào ngày diciembre de 2018 30 tháng 12 năm 2018 en Siju, tại Tây Taiwán, Hồ, Đài Loan, también còn được biết conocido là como Formosa. Formosa. Vị tăng người Hoa đâu rồi? Về rồi à? Mấy vị tăng người Hoa về rồi à? Hai vị tăng người Hoa về rồi hả? Các vị tăng người Hoa có nghe được tôi nói không? Họ đi hết rồi à? Hôm nay tôi muốn cúng dường cho họ. Tôi muốn tặng mấy vị tăng ni một ít tiền. Có lẽ họ không có nhiều tiền. Bởi vì khi còn là Nico, tôi cũng không có nhiều tiền. Mặc dù đi du hành, nhưng tôi thật sự không có tiền. Khi tới Đài Loan Formosa, tôi chỉ còn đồng đô la cuối cùng. Xin lỗi, tôi không có nhiều phong bì. Cứ cầm lấy. Đây. Lỡ khi cần đến, nếu quý vị không cần thì đưa cho mấy vị tăng nào cần nhé. Tôi không có ý làm quý vị ngại. Dạ thôi, không đâu, xin hãy nhận. Với tất cả tình thương của tôi. Với tất cả tình thương và quan tâm của tôi. Tôi thật sự quan tâm đến các vị. Rồi vị tăng khác nữa. Nói với họ rằng nếu họ không cần, họ có thể đưa cho vị tăng nào cần. Hy vọng tôi có đủ phong bì. Đưa cho các vị khác nếu quý vị không cần. Đưa cho mấy vị tăng khác nhé. Chỉ tình cờ hôm nay tôi có tiền. Hôm nay tôi mới có một ít tiền. Không phải lúc nào tôi cũng có. Không luôn luôn có. Cảm ơn. Tôi không còn phong bì nào nữa. Tôi chỉ cần phong bì. Không phải tiền. Phong bì. Lại đây. Được. Tôi đi, tôi đi. Tôi xuống, tôi xuống, tôi xuống đây. Cũng không sao. Nếu quý vị không cần, hãy đưa cho các vị tăng khác nhé. Không sao, tôi có. Nếu quý vị có rồi, thì đưa cho mấy vị tăng khác được không? Hiểu chứ? Được rồi. Các tăng ni không phải lúc nào họ cũng có tiền. Đây, quý vị đó. Quý vị, Nico nữa. À, phải, hãy mời ông ấy lên đây. Sao quý vị ngồi dưới đó? Thoải mái hơn, phải không? Như quà tặng. Đây là từ sư phụ. Sư phụ muốn tặng quý vị. Quý vị có thể nhận như quà tặng. Xin mời ngồi. Nếu quý vị không cần thì đưa cho người khác nhé. Dạ. Vì hàng năm chúng tôi có biếu một số quà tặng cho các tăng ni, nhưng không thể tặng khắp mọi nơi. Và chỉ vì các tăng ni đến đây, không có nghĩa là họ giàu có. Có lẽ họ để dành, hoặc có ai đó biếu họ chút đỉnh đây đó, và họ dành dụm để đến đây. Chứ có lẽ họ không có tiền. Chỉ vì họ đến đây, không có nghĩa là họ có nhiều tiền. Trước đây, khi tôi ở Đài Loan, Formosa, tôi đi thọ giới tỳ kheo ni. Tôi không còn tiền nữa. Lúc đó tôi mặc tăng phục Tây Tạng và đến Đài Loan Formosa để thọ toàn giới tỳ kheo ni. Lúc đó, thật sự tôi chỉ có duy nhất một thứ, tăng phục đó và cái túi.
Biết không, túi của tăng này thông thường họ mang nó theo thế thôi, chỉ có vậy. Và một ít tiền dĩ nhiên không nhiều. Và bà ấy gửi tôi tới khách sạn. Lúc đó, bà ấy không biết tôi có thể ở đâu, vì vậy bà gửi tôi tới khách sạn. Và tôi chỉ trả tiền được một đêm, rồi không còn tiền nữa. May thay bà ấy tìm thấy một ngôi chùa Âu Lạc Việt Nam và sau đó bà gửi tôi đến đó. Mừng là tôi có đủ tiền. Quý vị sẽ về đâu? Dạ, về Trung Quốc. Quý vị sống trong chùa hả? Có ổn không? Dạ, ổn. Có ai nói gì không? Dạ, không ạ. Tốt. Đó là chùa của con. Của vị à? Vậy thì không sao. Con hy vọng đồng tu cũng có thể đến đó. Nếu họ... Nhiều người có thể đến đó. Tốt. Nếu họ biết. Nhưng con không tiếp người không tu hành. Cũng được. Quý vị cũng có thể nhận họ và dạy họ. Nhưng mọi người phải ăn thuần chay tại nơi của quý vị, miễn là họ không mang đồ mặn vào nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hãy dạy thêm nhiều người quanh vùng quý vị ở. Giáo lý của sư phụ đã rất hoàn mỹ rồi, thành ra không có gì nhiều mà con cần phải nói. Con chỉ cố gắng hết sức để cung cấp cho họ những gì con có thể. Tốt, tốt, cảm ơn. Nếu người bên ngoài đến, quý vị có thể dạy họ vài điều, như là giữ lối dinh dưỡng thuần chay. Ít ra quý vị có thể dạy họ về thuần chay nhé. Dạ, con sẽ làm vậy. Ừ, tốt. Ăn thuần chay có thể giảm nghiệp cho Trung Hoa Đại Lục. Phải dạy họ ăn thuần chay. Năm giới luật là điều phải giữ. Năm giới luật và lối dinh dưỡng thuần chay. Vậy là tốt rồi. Rất tốt cho Trung Hoa Đại Lục. Tôi cũng từng là tu sĩ Ấn Độ giáo, ba truyền thống, Phật giáo, Tây Tạng và Ấn Độ giáo. Thưa sư phụ, con thọ tâm ấn với sư phụ trước, và sau đó con khao khát về tâm linh, cuối cùng con theo ngài Hare Krishna. Sao cũng được. Vâng, đầu tiên con theo sư phụ. Sao cũng được, đừng lo. Quý vị thích gì cũng tốt. Vậy đó là không sao, con trở lại với sư phụ. Không sao, không sao, quý vị thích gì cũng tốt. Miễn là tuân theo các giới luật đạo đức. Vâng, lúc ấy con muốn học hỏi nhiều hơn. À, học hỏi tâm linh và tôi hiểu, tôi hiểu. Vì lúc đó quý vị chưa khai ngộ nhiều, nên vẫn còn khao khát. Quý vị nghĩ có thể là cái này, có thể là cái nọ. Ổn mà. Quý vị không làm gì sai, cũng tốt. Tôi cũng là tu sĩ Ấn Độ giáo, Nico Ấn Độ giáo. Tôi tên là Mandakini Giri. Từ truyền thống Giri, có nguồn từ xa xưa, truyền thống rất cổ xưa, từ Giri. Đó là lý do tại sao. Tốt. Hôm nay tôi mặc y phục này để cho quý vị biết tôi là một Nico. Không, không, không phải vậy. Chỉ tình cờ. Chỉ tình cờ mặc thôi. Họ may nhiều y phục cho tôi và khiến tôi thành người mẫu. Bây giờ chúng con cảm thấy thoải mái hơn. Người mẫu, người mẫu. Chúng con mặc màu cam. Tôi chỉ làm người mẫu, đây cũng là... Bây giờ chúng con không lẻ loi. Tôi cũng là người mẫu. Thấy không? Mọi trang điểm này, thật ra đây là cái giá khác mà tôi phải trả cho những gì tôi đang làm. Tôi cần phải đi giày cao gót và mấy thứ như vậy, không thoải mái. Tôi phải trang điểm, thật là phiền toái. Phải mặc đủ loại y phục, cũng là mất thời gian của tôi. Rồi đeo nữ trang, nhưng mai thay tôi không đeo nữ trang nữa. Đôi khi tôi có đeo, chỉ đeo quảng cáo cho mẫu mới. Chứ bình thường tôi không thích gì hết. Ngay cả khi còn trẻ, nếu có đeo đồng hồ hay cái gì, thì tôi cũng không bao giờ thích. Lúc đó mẹ tôi tặng nữ trang để tôi đeo vì thời chiến. Lỡ bị lạc, tôi vẫn có thể bán để sống. Nhưng tôi đã bán hết tất cả để mời các bạn của tôi đi ăn. Ăn và uống cà phê, mấy thứ như vậy, hồi tôi còn trẻ. Tôi không thể đeo mấy thứ này, không cảm thấy thích. Cảm thấy như có gì đó làm phiền mình. Nhưng đôi khi tôi phải đeo. Đây là cái giá phải trả. Son, phấn, trang điểm, giày cao gót, đủ thứ. Đó chỉ là cách tôi phải làm, chứ tôi không thích, thật sự không thích. Chỉ thấy phiền toái, mất thời gian, và còn làm mình bực bội hơn đôi chút vì trang điểm có đúng chưa, son môi có lên đến mũi hay không. Đi đến đâu mình cũng phải có gương, son môi, giày, y phục màu sắc khác nhau. Ai mà muốn làm mấy thứ đó? Tôi không thấy minh sư nào thời xưa phải mặc quá nhiều thứ như vậy. Ngay cả thời hiện đại, đúng không? Vị tăng già. Ồ, ông ấy.
Tôi vẫn còn một cái cho ông. Cho vị tăng như quà tặng. Cho quý vị. Nếu không cần, hãy đưa cho các vị tăng sĩ nào cần. Nhiều người tu hành không có tiền. Họ có thể dùng để mua quần áo ấm. Nếu quý vị không cần nhé. Nếu không cần, quý vị hãy đưa cho các tăng sĩ khác, không hại gì. Tiền không quan trọng lắm, nhưng trong vài trường hợp cũng hữu ích. Hữu ích ha. Người Đài Loan Formosa rất tốt bụng. Khi mới đến, tôi không có tiền và một số người cũng tặng tôi một ít tiền. Tất nhiên, tôi không muốn nhận. Lúc đó tôi đã ở trong chùa rồi, tôi làm việc để nhận thức ăn. Tôi dọn dẹp, sắp xếp ghế ngồi khi người ta đến, nấu ăn, làm bất cứ gì. Và tôi không được trả tiền cho mấy việc đó, dĩ nhiên rồi. Tôi đang tìm sự khai ngộ. Vì vậy, tôi làm bất cứ việc gì. Tôi rửa xe, làm bất cứ gì cho các vị thầy. Tôi làm mọi thứ. Được rồi. Quý vị có muốn nghe về ma quỷ nữa không? Dạ muốn. Ồ, tôi còn 1.000 nữa đây. Đây, hãy cầm lấy, bỏ vào túi. Có thể hữu ích. Có lẽ không hữu ích với quý vị, nhưng hữu ích với người khác. Tiền nào cũng dùng được. Có nhiều loại ma mà quý vị đã nghe Đức Phật kể. Họ trông có vẻ thánh thiện và có thể lặp lại một số kinh Phật. Nhất là vào thời đó, không dễ để có được chánh pháp từ Đức Phật. Rồi mình chỉ dựa vào người nào mà họ biết và truyền lại cho mình. Cho nên ma quỷ có thể nói bất cứ gì. Những loại ma này có thể nói bất cứ gì. Chúng cứ ba hoa. Những điều không quan trọng. Cho nên ma quỷ dẫn người ta làm đường lạc lối. Đó là tại sao con người trở nên điên cuồng hoặc phạm đủ mọi giới luật. Mà giới luật rất quan trọng khi mình còn trên thế gian này. Nếu mình không còn trên thế gian, thì có lẽ không cần giới luật nữa. Thậm chí chữ giới luật mình cũng sẽ không nghe thấy. Như trên cảnh giới thứ tư hoặc thứ năm, mình đã không nghe gì rồi. Mình không nghe bất cứ từ ngữ phủ định nào. Nhân tiện đây, tất cả chúng ta, cả tôi nữa, chúng ta thật sự quen nói những từ ngữ phủ định. Từ hôm nay, từ nay trở đi, quý vị cố gắng nói khẳng định nhé. Quý vị đã xem vài chương trình của mình chiếu về một khoa học gia người Nhật. Ông ấy chỉ dán một số từ ngữ tiêu cực trên ly nước thôi, thì nước đó trở nên vẫn đục. Quý vị có xem chưa? Dạ rồi. Nếu chưa xem thì nên xem. Quý vị tua nó lại, tải xuống mà xem. Còn lý do khác gần đây, được chiếu trên truyền hình của mình. Có người phụ nữ sử dụng nội lực, lực khí công để chữa bệnh cho mọi người. Và khi bạn yêu cầu người nào đó đặt bàn tay như vậy, bà yêu cầu, xin giơ tay lên cho tôi coi. Và thông thường, người Mỹ sẽ trả lời, vâng, không vấn đề. Nhưng bởi vì người đó nói, chữ vấn đề, lực đề kháng của người đó giảm sút, giảm bớt. Nên vị thầy nữ khí công đó có thể đẩy tay xuống. Nhưng sau đó bà nói, cô nói lại một lần nữa, tránh dùng chữ vấn đề. Cô ấy nói, tôi sẽ làm vậy. Bà nói, hãy giơ tay lên cho tôi coi. Và bệnh nhân trả lời, tôi sẽ làm vậy. Và rồi vị khí công đó, vị thầy, không thể đẩy cô xuống. Không thể đẩy tay của cô xuống. Hiểu ý tôi không? Tất cả đều do quý vị quyết định. Quý vị có thể, quý vị sẽ làm được. Làm được, sẽ làm được. Chỉ cần nói sẽ làm, như vậy đó. Hay một chữ gì đó khẳng định. Thậm chí khi nói không vấn đề, thì đã là vấn đề rồi. Vì chữ khắc trong đầu mình là chữ vấn đề, thấy không? Quý vị cố gắng nhé, đôi khi nói chuyện với nhau. Bất cứ từ ngữ phủ định nào cũng khắc vào đầu mình. Nếu không lạnh, quý vị không cần đeo khẩu trang. Người ta sẽ nghĩ chúng ta ở trong bệnh viện. Đêm qua lạnh, phải không?
Nếu bệnh thì hãy đeo. Bây giờ không lạnh. Hôm nay không lạnh, nên không cần đeo khẩu trang đâu. Khi nào bị bệnh thì hãy đeo. Để bảo vệ người khác, tôi cũng đeo. Trước đây khi du hành, đôi khi tôi cũng không được khỏe. Bị cảm lạnh hay gì đó, tôi cũng đeo khẩu trang. Và khi tôi đến phi trường, lúc họ kiểm tra hộ chiếu, tôi tháo khẩu trang ra. Tôi nói, thưa ông, tôi đây. Giống trong hộ chiếu, tôi chỉ đeo để bảo vệ người khác. Ông ấy nói, được, đeo lên, đeo lại đi. Ông ấy lo bị lây bệnh. Dĩ nhiên rồi. Lúc khỏe mạnh, mình cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không? Ai mà thích không khỏe bao giờ? Rất khó chịu. Nếu cơ thể không bình thường hoặc không khỏe, mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Đừng nói chi khi bế quan. Mình không có tất cả mọi thứ với mình. Dù có đi nữa, mình cũng không thể ngờ thời tiết chuyển lạnh quá nhanh. Thậm chí sống trong lều. Và họ sắp xếp khu cắm lều xa 2-3 cây số tại nơi nào đó. Chỉ vì mảnh đất rộng. Họ muốn sắp xếp quý vị giãn ra, và rồi thật khó trở lại đó để lấy đồ khi mình đã phải ngồi tại chỗ của mình, hay là giờ thiền, hoặc bất cứ gì bất tiện. Cho nên tôi mới bảo quý vị, tự bảo trọng và chuẩn bị sẵn. Đây thật sự là quan tâm chân thành. Không phải chỉ nói để quý vị cảm thấy như tôi thương quý vị, không phải vậy. Mà thật sự từ tâm tôi, vì tôi biết tôi ở nơi ấm áp và được chăm sóc mọi bề. Tôi tự chăm sóc bản thân, tôi quen như vậy, tôi biết. Ngay cả khi cần, tôi luôn có thể gọi hộ pháp hoặc bất kỳ ai. Họ sẽ trợ giúp tôi biết điều đó, nhưng quý vị không làm vậy được. Quý vị không thể cứ nói, này hộ pháp, tôi cần khẩu trang, nào, chạy đi. Hay tôi cần cái mền, bất cứ gì như vậy. Hoặc tôi cần túi ấm, quý vị có không? Đây. Có ai lạnh không? Có ai hơi bị cảm đặc biệt không? Mấy Nico, có hả? Xin lỗi, đưa cho tôi rất nhiều để tôi cho đi. Đây là công việc. Bất cứ gì họ mang đến cho tôi đều là công việc. Bây giờ thì có gì lấy đó. Vì tôi không cần mấy thứ này. Tôi không cần, có lẽ chỉ cần một cái. Rồi quý vị thấy cái này thì thèm. Ôi sư phụ, Thượng Đế ơi, sư phụ tham lam có rất nhiều. Chúng con không có gì hết. Nhưng tôi bảo họ đưa cho quý vị vài cái, phải không? Mỗi người nên có một cái, chỉ có tác dụng một ngày, phải không? Họ nên cung cấp mỗi ngày, nhưng có lẽ họ không làm được. Có lẽ họ không thể làm vì có lẽ chúng ta đã mua hết rồi. Tất cả dự trữ mùa đông của họ. Nếu tôi không nói chuyện nghiêm túc thì cũng không sao. Quý vị muốn nghe điều gì đó, bất cứ gì ha? Bất cứ gì. Nếu kể bằng tình thương là tốt rồi. Quý vị làm đi cô có ổn không? Sao quý vị có tiền để đi lại? Làm sao có tiền? Đạo sư Maharaji an bài. Anh ấy trả tiền cho con. Ồ thế à? Cho phần cuối của hành trình. 5-6 năm. Quý vị đi đâu anh ấy cũng trả tiền à? Dạ. Quý vị phải thiền nhiều hơn đấy. Dạ không, đây là nhờ đạo sư Maharaji. Đạo sư Maharaji an bài việc đó cho con. Ừ, nhưng quý vị phải thiền nhiều hơn. Đó không phải là quyết định của con. Tôi biết điều đó, tôi biết vậy. Nhưng quý vị nói, đến gặp sư phụ Thanh Hải hả? Và ông ấy tặng tiền cho quý vị. Cho cả hai hả? Từ khi gặp anh ấy, con muốn anh ấy đến gặp ngài. Anh ấy mất 5 năm mới được thọ tâm ấn. Quý vị phải thiền cho giỏi và cống hiến một số công đức cho vị Maharaji của quý vị. Mùa hè vừa rồi, con đã đi thăm đạo tràng, nhưng đạo sư Maharaji đã ra đi 2 năm trước rồi. Ồ, vậy sao? Dạ. Và bây giờ ông ấy vẫn còn trả tiền cho quý vị. Chà phước cho ông. Vị ấy đã an bài phúc cho đạo sư Maharaji của quý vị. Và quý vị cư ngụ trong ngôi đền tốt, mọi thứ đều ổn ở đó hả? Ừ, tốt tốt. Vậy thì tôi vui. Vậy thì tôi không cần phải lo cho quý vị. Ồ, tuyệt vời. Tốt lắm. Ước gì tôi có đạo sư Maharaji ở đó. Khi tôi còn, đó là điều tôi nói hôm nay, như là không phải ai cũng có sự an bài đó. Quý vị may mắn, quý vị may mắn. Tốt, tốt. Có lẽ quý vị xứng đáng. Dạ, sau đó. Cảm ơn cả hai quý vị. Cảm ơn sư phụ. Cầu nguyện cho sư phụ của quý vị. Dạ, luôn luôn. Cống hiến một số công đức cho ông. Phúc cho ông. Cảm ơn sư phụ.
Lần trước, chúng ta đã đọc xong về ma quỷ, là những hạng yêu tinh sơn lâm thổ địa, thành hoàng, xuyên nhạc, đã thành ma quỷ, vậy chúng ta đọc qua rồi. Bởi vì ma quỷ đó sẽ nhập vào thân thể con người và nói đủ thứ chuyện, rồi sau đó khiến hành giả cư xử thất thường, vân vân. Và bây giờ đoạn tới, tiếp tục, nghĩa là trong trạng thái nhập định này, nhiều trạng thái tâm trí có thể nảy sinh và có thể làm mình đi sai đường. Thậm chí đây là một trạng thái khác, không có nghĩa là mọi người có cùng thể nghiệm về ảnh hưởng của ma quỷ. Đây là một trạng thái khác, ảnh hưởng khác của ma quỷ. Khi ở trong trạng thái đó, sau khi mình đã nhận thức và thoát khỏi mọi cảm giác, rồi đủ thứ này nọ như đề cập ở trên có thể xảy ra cho mình do ảnh hưởng của ma quỷ. Và đây là một tình trạng khác nữa. Thêm nữa, vì ấm thọ không gặp tà niệm, không còn niệm tưởng xấu ác nào có thể khuấy động hành giả nữa. Hẹn gặp lại, thượng lộ bình an. Phật Bồ Tát ban phước cho quý vị. Tiếp tục dạy họ ăn thuần chay và niệm Phật nhé. Tạm biệt. Vị này phải đi về Trung Quốc, một nơi rất xa, và họ phải đi mất 3-4-5 ngày mới tới được Đài Loan Formosa, vì phải đổi nhiều chặng xe, có lẽ xe ngựa, xe bò, xe buýt, xe lửa, bởi vì một số người sống ở những vùng hẻo lánh thật khó khăn. Người Trung Quốc, tôi thật sự cảm thấy rất cảm động trước lòng mộ đạo của họ. Họ vô cùng thành tâm. Quý vị đã đi một chặng đường dài như vậy, dù không xa, quý vị cũng phải sắp xếp chuyện gia đình, kinh doanh, công việc, lấy hết kỳ nghỉ phép trong năm để tới đây. Bây giờ hoặc vài lần rồi, tiêu tiền bạc và thời gian của quý vị để đến đây, chờ đợi ở sân bay, chật vật ở trạm xăng, trong trạm xe lửa, với tất cả hành lý và đồ đạc như vậy. Du hành không dễ, nhất là khi đi tới vùng hoang vắng như thế này, không có khách sạn. Nếu đến khách sạn hoặc khu nghỉ mát thì khác. Ở đây tôi không có tiện nghi. Thế mà không biết sao quý vị xoay sở được. Mọi việc ổn chứ? Phòng tắm, nhà vệ sinh, mọi thứ không tệ chứ? Dạ ổn. Có thật là quý vị ổn không? Dạ thật, thưa sư phụ. Tôi rất xin lỗi. Thật sự xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết tại sao quý vị lại đến nhiều như vậy. Tôi không nghĩ quý vị sẽ đến nhiều như thế, nhất là vào mùa đông. Nhưng Giáng sinh là lúc quý vị có thể có dịp nghỉ. Vậy có lẽ quý vị chỉ lấy thêm 2-3 ngày phép để không bị mất hết thời gian nghỉ phép. Và cũng tốt để mừng lễ Giáng sinh, để nhớ rằng tất cả minh sư đều hy sinh cho chúng ta nhiều biết bao. Chịu đau khổ, không chỉ về tinh thần mà còn về thể chất, đủ mọi khía cạnh. Vì vậy, chúng ta nên tưởng nhớ cuộc đời của Chúa Giêsu và trân quý giáo lý của tất cả minh sư, quá khứ, hiện tại hoặc vị lai. Và chúng ta nên biết rằng ngay cả một vị minh sư đầy quyền năng vẫn phải khiêm tốn, hạ sinh trong một hoàn cảnh như thế. Hôm nọ, khi có màn múa trên sân khấu và họ lồng bài tôi hát đó bằng tiếng Âu Lạc Việt Nam, đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời. Nơi máng lừa như thế. Trong một hoàn cảnh hèn mọn, khiêm tốn như vậy, thậm chí không có cả cái nôi hoặc cái gì đó xứng đáng với một người tầm thường, đừng nói chi là con Đức Chúa Trời. Và tôi thật sự không thể không cảm thấy buồn thương.
Không phải chỉ bây giờ mà lần nào cũng vậy. Mỗi lần tôi nhớ đến truyện về Chúa Giêsu khi tôi trước đây, lâu lắm rồi, khi tôi mới bắt đầu, khi lần đầu bị ép đảm nhận công việc này, tôi đã cảm thấy như vậy đó qua nhiều năm, luôn luôn. Mỗi dịp Giáng sinh đôi khi tôi khóc một mình trong nhà. Mỗi khi có điều gì gợi lên ký ức về Chúa Giêsu, một bậc quyền năng như thế, bây giờ Ngài vẫn còn giúp chúng ta. Trước đây, mãi mãi, luôn luôn như vậy. Không phải chỉ là lần đầu tiên Ngài rời xác phàm mà tiếp tục năm này qua năm khác, nhiều thập niên tiếp tục mãi mãi trong tâm linh cũng như thể chất. Nhưng đáng buồn là thế giới vẫn còn theo ma vương ở mức độ nào đó và không nghe lời minh sư. Bằng không, chúng ta đã có thể biến thế giới này thành thiên đàng từ lâu, lâu lắm rồi, và không ai phải chịu khổ bao giờ, ngay cả tình trạng biến đổi khí hậu, thậm chí không có chuyện đó. Vậy sâu hơn trong giai đoạn này, sau khi toàn bộ cảm giác được loại trừ, thiện nam tử tuyệt đối không bị khuấy động. Tâm trí người đó minh mẫn, trạng thái tinh thần viên mãn và sự tập trung sáng suốt. Nhưng trong trạng thái nhập định, tâm trí của người đó vẫn tham cầu thần lực và tất cả những phương pháp biến hóa, nên người đó truy tìm nguồn biến hóa. Khi người ấy tham cầu thần lực, nó sẽ đến với quý vị. Khi quý vị tọa thiền, khi quý vị thăng hoa chính mình từng bước một tới cảnh giới tâm linh cao hơn. Cho nên đừng tìm kiếm. Đừng tìm kiếm như, tôi muốn có thật nhiều thần lực để tôi có thể hóa thân đến vùng này, vùng nọ để gây ấn tượng với mọi người và làm cho họ nghĩ rằng tôi là minh sư. Đừng làm việc đó, bởi vì sẽ không được gì đâu. Nó sẽ không phải như vậy. Nó sẽ không xảy ra như thế. Nó sẽ không xảy ra như vậy. Chỉ vì quý vị muốn thế rồi, quý vị có lực lượng biến hóa, hoặc nhìn thấy, hoặc đi tới các cảnh giới Phật khác nhau tùy ý, đại khái như vậy. Không phải như vậy đâu. Không phải vì mình muốn thì nó xảy ra. Không, đừng mong cầu gì cả. Nó sẽ đến một cách tự nhiên từng bước một. Thậm chí mình cũng không biết. Tốt nhất là mình không biết. Vì ở đây trong trạng thái tâm tham cầu, người đó muốn có thần lực, nghĩa là người ấy muốn biết nó. Đó là rắc rối, thấy không? Người đó muốn biết rằng, ta ngồi đây, có lẽ ta hóa thân tới Đài Bắc để gặp một người bạn, rồi gây ấn tượng cho anh ấy. Không phải vậy đâu. Đó không phải là hóa thân. Đó là tất cả lực lượng quyền năng của vũ trụ để biến hóa trong những thân thể khác nhau để giúp đỡ mọi người. Không phải như ý chí của mình, mà tùy theo sự cần thiết. Cho bất cứ ai xứng đáng hoặc có nhân duyên với mình. Nên người này tiếp tục mong muốn và tìm kiếm và cố gắng với toàn lực để nghiên cứu làm sao có được thần lực. Nó sẽ không xảy ra khi mình muốn có nó, hoặc truy tìm và ráng nắm bắt nó. Sẽ không phải như vậy. Và lúc đó, bởi vì người này hết sức tham cầu đủ loại thần lực, cho nên lúc bấy giờ, thiên ma nắm lấy cơ hội thuận tiện mà y đã chờ đợi, liền nhập vào xác người ấy và dùng miệng người ấy rao giảng kinh pháp. Người này thật sự không biết mình bị ma nhập, nên tự tuyên bố mình đã chứng được Niết Bàn Vô Thượng, nghĩa là người này đã là Phật rồi. Thiên ma dùng ma lực làm cho người này nghĩ như vậy.
Khi người đó đến bên chỗ thiện nam tử đang tìm kiếm thần lực, quý vị biết không, những người tu hành không có sự hướng dẫn, hoặc có hướng dẫn nhưng không nghe theo lời hướng dẫn, bởi vì có quá nhiều tham vọng, có thói quen trên trần gian, như có tham vọng muốn cái này, đạt cái kia, làm nhân vật quan trọng, để nổi tiếng, để được sùng bái, để được tin tưởng. Chỉ là tự nhiên, chỉ là thói quen tự nhiên. Cho nên ngay cả khi ở trong trạng thái nhập định sâu như thế, tâm trí vẫn còn làm phiền mình. Vì vậy, tâm trí, ngã chấp là kẻ thù tệ nhất của mình. Tôi đã nói rồi. Này người bị ma nhập này, trải tòa ngồi thuyết pháp, chẳng biết là thuyết cái gì. Người bị ma nhập nắm tia lửa, rồi phóng tia lửa tỏa lên đỉnh đầu của mỗi thính giả trong tứ chúng. Tứ chúng gồm có tăng ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Hành giả này có thể là một tỳ kheo, một người đi tìm thần lực. Vì vậy, người bị ma nhập này tới ngồi đó và thuyết giảng thay cho hành giả này. Hành giả đi tìm thần lực này đã có một số tín đồ thuộc tứ chúng. Vậy nên người này tìm thêm thần lực để chứng minh giá trị của mình. Có lẽ trong tư tưởng đầy tham vọng này, ma quỷ có thể nắm lấy cơ hội để phỉnh gạt người đó. Vì khi là tăng ni bằng cách nào đó, sớm muộn gì, quý vị cũng sẽ có một số tín đồ, một số người sống lân cận trong làng hoặc nơi nào đó. Và nếu quý vị có thể đạt đến đẳng cấp thứ hai rồi, thì quý vị có biện tài vô ngại. Vậy nên những người từ phương xa sẽ đến nghe quý vị nói. Và có lẽ quý vị muốn có nhiều lực lượng hiển hiện hơn. Và quý vị rất thích như thế, thì ngay tại đó quý vị sẽ gặp rắc rối, ma quỷ sẽ đến. Thế thì tứ chúng này đang lắng nghe, rồi người bị ma nhập này sẽ nắm tia lửa, rồi phóng tia lửa tỏa lên đỉnh đầu của mỗi thính giả. Hy vọng người này không có 10.000 thính giả như ở đây, bởi vì anh ta sẽ gặp khó khăn nếu đặt một tia lửa lên đầu mỗi người. Có lẽ chỉ là một nhóm nhỏ, giống như trong ngôi chùa nào đó, vào Chủ nhật hoặc ngày nào đó họ đến tụ họp lại Phật hoặc lắng nghe sư giảng, vậy thì không nhiều lắm. Rồi người bị ma nhập này sẽ sử dụng thần thông này, lấy lửa và đặt lên đầu mọi người. Ồ, trời ơi, đủ loại ma quỷ có đủ loại thần thông. Hy vọng điều đó khiến quý vị sợ hãi, không dám tìm kiếm thần thông. Nó có thể làm mình mù quáng, có thể làm mình cảm thấy quá giỏi, không cần tìm toàn bộ chân lý nữa. Quý vị quá hào hứng với các trò chơi, rồi quên lắng nghe Pháp, quên tìm chánh Pháp. Đó là vấn đề. Thính chúng có tia sáng như lửa ở trên đầu, cao độ 2 thước. Không phải chỉ một cây nến nhỏ, nhưng tia lửa không nóng và không ai bị bỏng cả. Hay người đó có thể đi trên mặt nước như đi trên đất liền, chỉ là một trong những thần thông. Một số minh sư có thể có nó, một số không. Hoặc một số có nhưng không sử dụng, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Không có ai chứng kiến là tốt nhất. Nếu có người nào chứng kiến lực lượng thể chất của mình, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, mình cũng sẽ phải trả giá cho việc này. Mình phải trả giá bằng lực lượng tâm linh của mình, hoặc tuổi thọ bị ngắn lại. Cho nên, hoặc ma có thể ngồi bất động giữa hư không, có thể đi vào trong bình hay túi xách, có thể đi xuyên qua cửa sổ hoặc vách tường mà không bị cản trở. Minh sư có tất cả những thứ đó.
Minh sư còn có nhiều hơn thế. Các vị minh sư có nhiều hơn thế, nhưng các ngài không sử dụng hoặc không thể sử dụng. Duy chỉ đối với đao binh thì không được tự tại. Ít nhất người ấy có một điểm yếu. Nếu ai sử dụng dao hoặc súng để bắn người ấy, thì có lẽ người ấy phải cảm thấy đau. Vì ma, không phải ma nào cũng có lực lượng như nhau, và không phải ma nào cũng vô địch về thể chất. Cho nên con ma này chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu có người dùng dao tấn công, thì con ma này phải rút lui. Cảm thấy đau hoặc bị chảy máu. Ma quỷ thường hay, Đức Phật nói tiếp, ma quỷ thường hay, Đức Phật đang miêu tả loại ma gì? Ma thường nói đến thần thông và tự tại. Ma quỷ có thể khiến người khác thấy được cõi Phật, nhưng đó là cõi giả. Đó là giả. Do ma lực hiện ra để huyễn hoặc người. Ma tán thán tham dục, không từ bỏ những việc thô tục. Nếu phải không? Hành vi xấu. Trời ơi, vậy thì quý vị biết rồi. Dù người này có tất cả lực lượng đó, và cho quý vị thấy cõi Phật như thể minh sư có, như thể lực lượng thật của minh sư cho phép mình làm như thế vào lúc tâm ấn hoặc hơn nữa. Nhưng quý vị thấy giáo lý của người này hoàn toàn ngược lại với những điều thiện lành. Cho đến giờ, người đó luôn dung túng khích lệ dục vọng và tính tham lam và đủ loại hành vi xấu. Cái đó là không, không được. Thậm chí minh sư quá khứ hoặc hiện tại, nếu có vị thầy nào dạy quý vị bất kỳ hành vi nào không làm cho mình có thể trở thành một người cao thượng hơn, thì mình biết là không, không đúng. Dù họ nói gì đi nữa, dù họ cho mình thấy bao nhiêu thần lực hoặc thần thông để gây ấn tượng với mình, giới luật, tiêu chuẩn đạo đức, tình thương, tử tế và đối xử tốt với tha nhân là các nguyên tắc cơ bản tối thiểu của bất kỳ minh sư nào có lòng và đắc đạo. Có ích gì nếu một vị minh sư hoặc bất kỳ vị Phật nào xâm phạm đời sống người khác hoặc phạm giới tà dâm hoặc trộm cắp hay gây ra đủ loại tổn hại cho người khác? Phật như vậy có ích gì nếu họ là Phật? Quý vị hiểu tôi nói gì không? Vậy minh sư hoặc bất kỳ vị Phật nào phải chắc chắn là người bảo vệ đời sống của con người và loài vật, để làm giảm bất kỳ đau khổ nào có thể cho bất kỳ chúng sinh nào. Vậy thì quý vị biết tối thiểu họ sẽ không dẫn quý vị xuống địa ngục. Nói thẳng như vậy, hiểu không? Vì trên thế giới này có luật nhân quả. Nếu vi phạm bất kỳ luật nào, mình sẽ bị đọa địa ngục. Giáo chủ nhân quả sẽ không để mình yên. Khủng khiếp lắm. Y tán thán tham dục, không từ bỏ những việc thô tục, sử dụng những phương tiện bất tịnh để truyền đạo. Thấy không? Y thật sự là ma. Thậm chí đây là yêu tinh có sức rất mạnh trong trời đất. Sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh, thảo tinh và mộc tinh. Thậm chí cỏ cũng có yêu tinh. Thành ra, bây giờ là tôi nói, đó là tại sao trong thời Đức Phật, khi thọ Bồ Tát giới, Đức Phật bảo quý vị không được chơi trên cỏ, không được chơi trong nước, không được bước lên cỏ. Những nơi đó có yêu tinh. Yêu tinh có thể hại mình,
nếu mình dẫm lên tài sản của chúng, lên nhà của chúng. Ồ, thảo tinh và mộc tinh đã tiến hóa qua nhiều kiếp. Thấy đó, chúng đã tiến hóa, ngay cả ma cũng tiến hóa. Nếu không làm việc gì sai, chúng cũng có thể tiến hóa giống như con người chúng ta. Nếu giữ năm giới, làm việc thiện thì chúng ta cũng tiến hóa, nhưng từ từ, dần dần. Nếu tu pháp ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại, chúng ta đi vụt lên như hỏa tiễn. Chúng ta nhảy vượt qua nhiều niên kỷ của sự tiến hóa. Chà, hay quá. Tôi mừng là có pháp này cho quý vị. Thậm chí nó có thể là loại ma khác. Nó có thể là một long tinh hoặc một rishi đã tái sinh làm một yêu tinh. Một rishi. Thậm chí có thể tái sinh thành tinh. Quý vị biết rishi là gì không? Nói tôi nghe rishi là gì? Hiền nhân. Tiên tri. Thật sự tôi không có nghiên cứu nhiều lắm về Ấn Độ giáo, chỉ tình cờ biết thôi. Quý vị có thể gọi họ có lẽ là hiền triết, tiểu hiền triết, tiên tri, biết không? Nhưng họ được tôn kính, họ được tôn kính. Nếu đã đạt tới đẳng cấp hiền triết tại Ấn Độ, thì mọi người đã tôn thờ mình rồi. Thậm chí ở Hy Mã Lạp Sơn có một cái tên là Rishikesh, bởi vì có một số Rishi hiền triết sống ở đó trước đây và chỗ đó vẫn còn được tôn kính như một địa danh của thánh nhân và hiền nhân. Có một số đạo tràng ở trên đó. Và quý vị biết ban nhạc Beatles, chúng ta chỉ cần tình thương. Tình thương là tất cả những gì chúng ta cần. Quý vị biết phải không? Dạ. Ban nhạc Beatles này, họ đã tới Rishikesh học với thầy của họ. Đúng vậy, trời ơi. Đủ loại yêu tinh, ngay cả hiền triết. Một hiền triết đã tái sinh làm yêu tinh, thậm chí đến để chiếm hữu linh hồn này và làm đủ mọi chuyện. Hoặc lại nữa, một hiền triết khác, hoặc một dạng hiền triết khác đã sống hết thời gian ấn định, đáng ra phải chết nhưng thân thể chưa mục nát và bị yêu tinh nhập vào. Thành ra ở Ấn Độ, họ hỏa thiêu người chết để ma không thể sử dụng thân thể cho bất kỳ mục đích nào, để rồi gây rắc rối cho những người khác hoặc các tín đồ yếu đuối vô tội. Khi qua đời, quý vị nên hỏa thiêu thân thể mình, hiểu không? Hỏa thiêu thân thể của mình. Nếu quý vị có loại lửa tam muội này, thì quý vị có thể tự thiêu. Hoặc nếu có rất nhiều khí ga trong thân thể, quý vị có thể tự thiêu. Một số người tự bốc cháy và chết theo cách đó. Hoặc có lẽ họ quá tệ, thì địa ngục sẽ đốt cháy họ trên đường đến địa ngục. Đủ loại tình huống khác nhau. Có một số đệ tử của Đức Phật đã dùng lửa tam muội của họ để thiêu hủy thân thể của họ sau khi thân thể đã chết hoặc trước đó, bởi vì họ không muốn nhìn thấy Đức Phật viên tịch. Nhưng quý vị không thể làm vậy. Quý vị không có đủ lực lượng. Trong thời đại này, chúng ta bị ô nhiễm quá nhiều. Chỉ có pháp môn ánh sáng và âm thanh mới có thể giúp quý vị. Trong thời Đức Phật, có lẽ tôi sẽ đọc truyện này vào lúc khác.
khi chúng ta có nhiều thời gian hơn. Nhưng tiện thể tôi chỉ kể sơ qua cho quý vị nghe. Trong thời Đức Phật, có lẽ một số tỳ kheo đã đạt được quả vị A-la-hán bằng sự liễu ngộ, xúc tưởng, hoặc hương tưởng, hoặc loại liễu ngộ khác đến từ ngũ uẩn, từ cảm giác hoặc tâm linh tinh thần của mình. Nhưng trong đời này, chỉ có pháp môn ánh sáng và âm thanh. Thiên đàng nội tại là pháp môn đảm bảo quý vị được giải thoát nếu quý vị tu hành chăm chỉ và tuân theo giáo lý của sư phụ và giữ vững niềm tin của mình. Đừng đi lạc đường. Nếu tôi có bao giờ dối gạt quý vị bằng bất kỳ cách nào, thì xin thiên đàng hủy diệt tôi. Tôi đã bảo quý vị rồi. Hoặc đưa tôi xuống địa ngục vĩnh viễn. Vì vậy, hãy giữ vững niềm tin của mình. Hãy tu pháp ánh sáng và âm thanh này. Không có pháp môn nào khác tốt hơn cho quý vị. Có lẽ nếu người nào đã đạt được đẳng cấp cao, thì có lẽ người đó có thể tu pháp khác và cũng đạt được điều đó. Nhưng đa số pháp môn đều rất chậm. Chúng ta thì bắt đầu từ đây. Đúng vậy, nhanh hơn. Nhưng đó là nhờ lực lượng minh sư. Thăng hoa quý vị từ đẳng cấp thấp hơn lên thẳng trên đó. Thật không dễ. Nếu không có lực lượng minh sư này hỗ trợ. Và nếu ánh sáng thiên đàng và âm thanh thiên đàng nội tại chưa được đánh thức, thì quý vị cũng không nhận được lực lượng đó để đuổi theo kịp, để câu thông với lực lượng minh sư, hầu có thể thăng tiến nhanh như vậy. Hiểu điều đó không? Dạ hiểu. Vậy chúc mừng. Quý vị là những người may mắn. Thế thì đến lúc tuổi già thì thành ma quỷ. Yêu tinh nhập vào thân thể của hiền triết, người lẽ ra là chết nhưng không chết. Điều đó có xảy ra, có một số người tu hành, nhưng thân thể không mọc nát, và móng tay, móng chân, tóc vẫn tiếp tục mọc, và người ta cần phải cắt nó, rồi đi tôn thờ nó. Tôi không có ý nói những thân thể này đã bị ma nhập hay gì cả, ý tôi là tình cờ. Có một số người chết nhưng không mọc nát. Thân thể không mọc nát và móng tay, móng chân vẫn còn mọc. Không còn thở, không gì cả, nhưng tóc, móng tay, móng chân vẫn còn mọc. Vẫn còn trong thế giới chúng ta. Quý vị thấy một vài người rồi chứ? Người ta đi hành hương để thờ loại thân thể không mọc nát này. Không phải vì thân thể, nhưng vì đó là từ một nhà sư hoặc từ một số người tu hành cao đẳng. Ồ, trời ơi, thậm chí tu hành đã tới đẳng cấp hiền triết rồi. Có thể nhìn xa, trông rộng, đọc được tư tưởng và suy nghĩ trong đầu người khác. Có thể nghe từ rất xa, thế mà vẫn có thể tái sinh làm yêu tinh. Khi công đức của mình giảm đi hoặc cạn kiệt, giống như nhiều thiên vương, khi công đức đã hết, họ sẽ sinh làm người trở lại, hay loài vật hoặc bất cứ gì, hoặc thậm chí làm ma. Đó là tại sao khi các thiên vương, một số thiên vương, khi họ thấy hoa trên đầu họ bị héo, thì họ biết thời gian đã hết. Và họ vô cùng buồn khổ. Họ than van khóc lóc. Nhưng họ không thể chặn lại được. Họ không thể ngưng tiến trình lão hóa này. Họ không thể ngăn khỏi bị chết và tái sinh là một số loài khác. Cho nên thân thể này đã bị yêu tinh chiếm hữu. Và đến lúc tuổi già thì thành ma quỷ. Ma quỷ quấy rối thiện nam tử. Nghĩa là người tu hành có thiện ý. Sau khi quấy phá chán rồi, ma quỷ sẽ rời bỏ thân thể người đó.
Cái người gạt người tu hành, người thứ hai. Khi ấy cả thầy lẫn trò sẽ sa vào lưới pháp luật. Quý vị có gặp rắc rối với pháp luật ở đây không? Có chưa? Bất cứ gì? Không. Vậy thì ít ra quý vị biết tôi không bị ma nhập hay gì đó. Dĩ nhiên quý vị sẽ gặp rắc rối với pháp luật nếu quý vị quấy rối tình dục, trộm cắp hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào ngược lại giáo lý của Đức Phật. Ý tôi nói những nguyên tắc đạo đức. Vì khi ma quỷ vẫn còn xung quanh họ, thì họ dùng ma lực để ngăn không cho chính phủ biết hoặc nhìn thấy hoặc bắt được họ. Nhưng khi ma quỷ đã hoàn toàn chán ngán hay mệt mỏi, chán rồi và bỏ đi để nhập vào người khác ở nơi khác, thì nhóm thầy trò này sẽ gặp rắc rối. Ông nên biết trước điều này để không bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu ông mê muội không hiểu biết thì sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Bây giờ là 5:30, quý vị muốn tôi tiếp tục kể thêm về ma quỷ hay là quý vị muốn đi? Dạ, ở lại sư phụ. Ở lại hay đi? Dạ, ở lại. Nói lịch sự hay là nói thật? Xin sư phụ ở lại. Có lẽ chỉ tối đa nửa giờ nữa thôi, bởi vì quý vị cần phải đi. Trời tối rồi, quý vị sẽ không nhìn thấy thức ăn. Khu vực ăn có đủ ánh sáng phải không? Dạ phải. Và quý vị có đèn pin để đi ra đó? Dạ có. Hãy cẩn thận, đừng đụng vào cây. Được rồi. Lại nữa, trong trạng thái tâm trí này, tương tự như trên, lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu có được sau khi các cảm giác thân thể không còn, thiện nam tử này, người chân tu này, không còn trạng thái suy nghĩ lệch lạc và thể nghiệm trạng thái an định sáng suốt viên mãn. Trong trạng thái nhập định, tâm hành giả khao khát nhập diệt, nên truy tầm bản chất của sự biến hóa này. Vì hành giả đó tham cầu tìm được hư vô diệu thẩm. Tôi không biết tại sao đầu óc quá rắc rối. Chào ơi, chỉ cần tiếp tục tu hành, muốn thứ này thứ kia để làm gì? Truy tầm, khi quý vị truy tầm điều gì đó, nghĩa là quý vị dùng đầu óc và đó là lúc quý vị gặp rắc rối. Ví dụ như, một số anh chị em đồng tu của quý vị hỏi tôi, thưa sư phụ, con thấy ánh sáng thiên đàng nội tại to lớn rực rỡ và rồi con muốn thấu hiểu, muốn thấy nó từ đâu tới và nó được làm bằng gì? Thế là ánh sáng biến mất. Thưa sư phụ, tại sao vậy? Tại sao? Ánh sáng không phải để đào óc quý vị hiểu biết và đi tầm, hoặc để đuổi theo, như quý vị đuổi theo nhiều thứ trên thế giới này. Quý vị có thể đuổi theo mấy cô gái, mấy chàng trai, danh vọng và tài sản, nhưng không thể đuổi theo ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại. Đó là tự tánh của quý vị. Bản lai diện mục của quý vị. Làm sao tự tánh của mình có thể đuổi theo tự tánh của mình? Tôi ở đây và tôi đang đuổi theo tôi, có được không? Càng nhìn xung quanh, tôi càng không thấy tôi. À, đó là tôi nói. Không phải là Đức Phật nói, nhưng không sao. Tôi xin Ngài ban phước cho tôi, để tôi nói đúng cho quý vị nghe. Nhưng điều đó đúng. Mọi thứ mà chúng ta có thể nghĩ, mong muốn hoặc tìm cách hiểu đều là từ đầu óc, phải không? Linh hồn có muốn gì không? Dạ không. Và một số người cũng nói, thưa sư phụ, con lắng nghe âm thanh thiên đàng nội tại và con ráng tìm hiểu xem nó từ đâu đến, thế là nó biến mất. Dĩ nhiên là nó biến mất. Quý vị đuổi theo tự tánh của mình, không đúng chỗ. Được rồi, bây giờ tiếp tục, Đức Phật nói. Trong trạng thái an định, sáng suốt viên mãn, vì người đó không bị cản trở ở bất kỳ chỗ nào trong đầu óc bởi trạng thái suy nghĩ lệch lạc, cho nên người đó trở nên khao khát
hư vô thâm diệu. Và người đó bắt đầu muốn truy tầm bản chất của sự biến hóa này. Nghĩa là trong, đây là tôi nói, trong cuộc đời vật chất của mình, sau khi người đó biết rằng các hình thức uẩn xuất hiện trước họ, tất cả chỉ là cảm giác của chính họ và tất cả loài này thật sự không có thật. Và ngay cả cảm giác của ngũ uẩn như cảm xúc, ràng buộc đều không thật, người đó biết vậy. Nên bây giờ người đó muốn thấy, muốn biết điều gì làm cho mấy thứ này đi vào thân con người, hoặc ngay cả trong ảo giác khi họ thiền, người đó muốn truy tầm, muốn biết cái đó, để chính họ có thể sáng tạo gì đó trong điều kiện vật chất, hoặc tạo thiên đàng, tạo bất cứ gì mà họ thích xem. Vì người đó nhận ra rằng mọi thứ họ đã thấy trước đây là từ ngũ uẩn, nghĩa là tất cả đều trống rỗng, rồi trở về hư không. Thành ra người đó muốn xem hư vô này có phải là đấng biến hóa ra vạn vật thành cái gì đó không? Có phải hư vô là đấng làm cho mọi thứ hình thành hay không? Người ấy ra sức dụng trí để tìm tòi xem điều gì khiến mọi thứ trở thành như thế, khiến mọi thứ hình thành. Vậy bây giờ người ấy dùng cái gì? Bây giờ người ấy dùng cái gì để truy tầm điều này? Đầu óc, lại đầu óc nữa. Đây là vấn đề. Lúc bấy giờ khi người đó cố gắng toàn lực để truy tầm hư vô thâm diệu mà người ấy nghĩ tất cả mọi thứ xuất phát từ đó, vào lúc đó một thiên ma. Ồ, đặt nó ở đây. Vị này là người Mông Cổ. Quý vị nói tiếng Hoa, vị ấy không hiểu. Vị này nói với vị kia và vị kia không hiểu. Vị sư kia là người Mông Cổ, nhà sư Mông Cổ. Và tiếng Anh này rất khó. Người Mỹ phải không? Quý vị là người Mỹ? Dạ, người Anh, Vương quốc Anh, từ Anh. Còn cô? Cũng từ Vương quốc Anh. Dạ, người Romani. Người Romani nhưng nói tiếng Anh giỏi quá. Con sống ở Anh. Cô sống ở Anh, thấy không? Đủ loại người. Vị này ráng bảo vị sư Mông Cổ đặt cái này cho tôi. Nhưng vị đó không hiểu gì hết. Tại sao quý vị nghĩ mọi người ở đây đều là người Hoa? Họ trông có giống người Hoa không? Tất cả quý vị. Tất cả quý vị họ có giống không? Thậm chí người Đại Hàn có lẽ trông giống người Hoa. Hoặc người Âu Lạc Việt Nam nhìn giống người Mông Cổ, nhưng tất cả chúng ta đều khác nhau, mà cũng giống nhau. Giống bên trong như bên ngoài, hãy cẩn thận. Quý vị không thể cứ nói tiếng Hoa với mọi người quanh đây, không được nữa. Trước đây tôi chỉ có đệ tử người Đài Loan Formosa, thậm chí chỉ người Đài Loan Formosa thôi, thậm chí không có đệ tử Âu Lạc Việt Nam, thậm chí không có người Trung Hoa Đại Lục. Lúc đó, tình hình và diễn biến chính trị vẫn còn khác. Bây giờ tất cả đều cởi mở, bây giờ tất cả đều thay đổi. Hàng ngàn người Trung Quốc có thể đến. Hàng ngàn người Âu Lạc Việt Nam có thể đến. Cả phi trường đầy đồng tu Quán Âm người Âu Lạc Việt Nam. Nhưng chính phủ không làm gì cả. Bây giờ họ thật tốt. Tôi cần phải cảm ơn chính phủ Âu Lạc Việt Nam bằng cả tấm lòng từ tận đáy lòng tôi, rằng họ đã rất cởi mở, rất tốt bụng, rất rộng lượng, quả thật giống nhiều quốc gia châu Âu khác. Và tôi vô cùng vui mừng, tôi rất hãnh diện về chính phủ Âu Lạc Việt Nam bây giờ. Và dĩ nhiên, mặc dù tôi không phải là công dân Trung Hoa Đại Lục, tôi cũng rất vui và biết ơn chính phủ Trung Hoa Đại Lục. Và tôi rất tự hào về chính sách của họ vào lúc này. Tất cả bây giờ đều rất cởi mở.
chính quyền trung ương, phần lớn các quan chức ở các quốc gia Trung Quốc hoặc Âu Lạc Việt Nam, họ rất cởi mở, rất tuyệt vời. Và thậm chí chủ tịch Trung Quốc nói với người dân, tôi có nghe, tôi không chắc, người Trung Quốc nói với tôi rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với mọi người rằng người Trung Quốc chúng ta vốn là Phật tử, vì vậy chúng ta tiếp tục truyền thống này. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng vậy. Và tôi có nghe nói một số người Âu Lạc Việt Nam, một số nhà lãnh đạo hàng đầu ở Âu Lạc Việt Nam trước đây, những người đã qua đời và một số bây giờ có đi chùa vào một số dịp đặc biệt. Tôi có nghe nói. Họ nói với tôi và họ sẽ không nói dối, họ có ngũ giới. Họ nói về với tôi để làm gì, phải không? Để làm gì? Không có ích gì cho họ để nói với tôi điều này vì bất kỳ lý do gì. Cho nên đó phải là sự thật, ha. Tôi rất vui mừng. Thế giới chúng ta đang tốt hơn rất nhiều. Ồ, trời ơi. Đài Loan, Formosa là... Ồ, không, Do Thái. Có phải là Do Thái đã trở thành quốc gia thuần chay hàng đầu trên thế giới? Có tin hay không? Tính theo đầu người, dĩ nhiên là tính theo đầu người. Có phải là thủ đô thuần chay? Tel Aviv, vâng. Ồ, hay quá. Thế mà quý vị nói người Do Thái không ăn chay. Quý vị nói đùa à? Người Do Thái chính gốc họ ăn thuần chay, họ ít nhất ăn chay. Tôi hãnh diện về quốc gia của anh Lê Đông. Hãnh diện về anh. Đứng lên để mọi người nhìn thấy là anh đại diện cho quốc gia của anh. Đứng lên. Do Thái, phải. Anh ấy là người Do Thái chính gốc. Nhìn mũi anh ta kìa, tôi không nói dối. Anh là người Do Thái chính gốc. Anh đã theo giáo lý này từ lâu lắm rồi. Thiền ánh sáng và âm thanh từ lâu rồi. Và anh là người sống bằng thực phẩm xay, nghĩa là chỉ cho mọi thứ vào máy sinh tố rồi xay, uống. Anh thậm chí không nấu, tiết kiệm rất nhiều điện. Thật sự bảo vệ môi sinh. Cảm ơn anh. Tôi không có ý nói rằng quý vị nên sống bằng thực phẩm xay. Tôi chỉ nói là anh ấy giỏi. Anh chọn cách đó và cũng tốt cho môi trường. Tôi chưa làm vậy được. Đó là nghiệp của tôi. Ý tôi nói nghiệp của họ. Tôi có thể làm nhiều thứ nhưng lại không thể. Sư phụ đáng thương của quý vị thậm chí phải trang điểm, mang giày cao gót. Tất cả đây chỉ là hành thức, hành xác thêm. Giày cao gót mà đi bộ trên đồi, có tin hay không? Không phải chỉ đi bộ trên mặt đất bằng mà còn đi bộ trên đồi. Đây là vùng đồi núi. Vì vậy tôi cần phải có cây gậy và phải đi nhanh bởi vì hàng ngàn người đang chờ đợi bên dưới và cần phải trang điểm vội vã, nhanh lẹ. Cho dù một bên lông mày không giống bên kia cũng không sao, phải đi thôi. Bởi vì là giờ ăn của họ hoặc họ phải lên máy bay hoặc bất cứ điều gì. Trời ơi, hãy tưởng tượng có minh sư nào phải làm việc này. Quý vị có thể tưởng tượng Ngài Baba Sawansin phải vẽ chân mày, thoa son không? Hoặc Đức Phật phải làm bất cứ gì, mặc quần áo khác nhau mỗi ngày, hoặc Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thậm chí không đi giày. Còn tôi phải mang giày cao gót, không chỉ là giày mà còn giày cao gót. Đó là một điều kiện. Còn nhuộm tóc vàng nữa, trời ơi. Tôi cứ hỏi hoài, khi nào tôi mới có thể để tóc bình thường trở lại, thậm chí tóc bạc có sao đâu? Không tiếp tục như thường lệ của Ngài. Đó là thường lệ của tôi sao? Tôi đâu có sinh ra như vậy. Thôi được rồi, sao cũng được. Nếu tôi giúp được ai, thì cũng tốt. Nhưng quý vị biết, cái này cũng có cái giá của nó. Mọi người cũng có thể chỉ trích tôi. Bà ấy mà minh sư cái gì? Bà ấy mang giày cao gót, trang điểm, mặc quần áo lộng lẫy, đeo nữ trang hào nhoáng và thoa son bất cứ gì. Hiểu ý tôi không? Có người còn hỏi thẳng tôi về điều đó. Nhưng sư phụ cũng đẹp nữa. Đẹp. Cảm ơn quý vị. Trời ơi, thật sao? Được rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Đúng. Trong trạng thái tùy tánh, cảnh giới hư vô thâm diệu và thiên ma đang trông chờ cơ hội này. Trời ơi, có thể tưởng tượng nổi không? Thiên ma không có gì để làm mà chỉ chờ đợi cơ hội này. Thiên ma đã nắm lấy cơ hội mà y đang chờ đợi. Thiên ma chờ đợi điều này để làm gì? Không thể vui hưởng thiên đàng sao? Quý vị biết tại sao không? Biết tại sao chúng không thụ hưởng các loại thiên đàng này không? Ai có thể nói tôi biết? Tôi sẽ tặng một cây bút của tôi. Đó là đẳng cấp thấp, thiên đàng thấp, còn anh? Vì chúng không có tình thương. Vì chúng không có tình thương. Chúng không thể vui hưởng nơi có tình thương. Vì không phải chúng ta chỉ thương nhau trên thiên đàng sao? Và hôm trước, Ngài có nói là Ma Vương không có tình thương. Vậy nếu không có tình thương, thì ở nơi tràn đầy tình thương sẽ không vui cho lắm. Được, thế còn anh? Đẳng cấp Atula thấp. Đẳng cấp Atula thấp. Chúng có phẩm chất xấu bên trong, nhưng cũng có một số công đức. Tất cả quý vị đều được cả. Tôi chỉ có 2-3 cây bút nên quý vị có thể chia với nhau hay là không? Cảm ơn sư phụ. Đó. Hôm qua tôi có vài cây bút, hôm nay không còn nữa. Tệ quá, tệ quá, tệ quá. Có lẽ quý vị có thể có cái này. Người nào không có cây bút? Người thứ tư không có à? Được rồi, tôi cho quý vị cái này. Quý vị có thể dùng tới khi hết. Anh từ đâu đến vì giọng của anh không giống tiếng Anh bản xứ. Con từ Iran nhưng con sống ở Sydney. Từ Iran sống ở Sydney. Được. Tuyệt vời, chúc may mắn, may mắn. Anh may mắn, anh may mắn. Người Iran rất thành tâm trong việc tu hành. Và họ tin tôi. Hơn 1000%. Tôi không biết tại sao. Chỉ có người Iran, họ không bao giờ hoài nghi giáo lý của tôi hay địa vị minh sư của tôi. Chỉ có họ thôi, tôi không bao giờ thấy một người Iran viết bất kỳ đó thứ nào hoặc nói điều gì nghe có vẻ hoài nghi. Chỉ có họ thôi. Thưa sư phụ, vì chúng con có rất nhiều giáo lý Sufi, ánh sáng và âm thanh. Họ gọi nó âm thanh nội tại hay âm thanh vĩnh hằng hoặc giai điệu thiên đàng. Ồ, nên họ vốn hiểu rồi. Chúng con biết rằng Ngài là chân sư, không chỉ vậy, Ngài còn là minh sư của tất cả minh sư. Đó là tại sao chúng con thương Ngài vô vàng và tin theo Ngài. Làm sao anh biết tôi là minh sư của tất cả minh sư? Ngài là minh sư vĩ đại nhất, Ngài là minh sư duy nhất, Ngài là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị. Tôi không biết làm sao anh chắc chắn như vậy nhưng... Không đâu ạ. Đây là những gì con tin, rằng không có gì ở bên trên Ngài hết. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nhưng cho đến nay, chỉ có người Iran cảm thấy như vậy, dĩ nhiên tất cả người Ấn Độ nữa. Vì giáo lý Sufi luôn luôn đề cập đến âm thanh bên trong. Và chỉ có chân sư mới có thể đánh thức âm thanh đó trong quý vị, chứ không phải là truyền đạt. Có lẽ họ nói truyền nhưng là đánh thức bởi vì quý vị có nó bên trong rồi. Đó là lý do chân sư không nên lấy tiền của quý vị. Quý vị có nó rồi. Tất cả giáo lý đều miễn phí bởi vì quý vị là người có tất cả cái đó và còn hơn thế nữa. Quý vị chỉ không biết thôi. Cho nên minh sư chỉ những gì Ngài có chỉ là để sống, để sinh tồn, để tiếp tục giúp đánh thức người khác. Thế thôi. Chứ Ngài không lấy gì hết. Cho nên bất cứ vị thầy nào lấy tiền của quý vị thì hãy tránh xa họ ra. Hiểu không? Ý tôi nói ai tính tiền. Nếu đệ tử tự nguyện cống hiến thì không sao. Nhưng nếu ai gợi ý hay yêu cầu hoặc ép quý vị đưa tiền thì không được. Không. Nào, người này, bây giờ thiên ma đang chờ đợi cơ hội này. Chờ người nào khởi tâm tham muốn và đã đạt được nhập định và trí huệ ở một mức độ nào đó, thiên ma đi xuống, nhập xác người ấy và dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma nhập, tuyên bố mình đã chứng được Niết Bàn vô thượng. Dĩ nhiên ma quỷ làm cho người này cảm thấy như vậy và thấy theo cách đó. Khi người ấy đến bên chỗ thiện nam tử là hành giả tham cầu, cảnh giới rộng không, người ấy trải tòa ngồi thuyết pháp. Người này muốn dạy, không ai mời. Người này chỉ đến đó tự trải tòa thuyết giáo. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có 1000 cánh tay, nhưng tôi không có. Giả sử Ngài Quán Âm Bồ Tát đi quanh đây với 1000 cánh tay của Ngài, quý vị nghĩ Ngài sống sót được không? Ý ta nói về mặt thể chất, nếu Ngài thật sự có 1000 cánh tay vung vẩy và đi quanh đây, quý vị nghĩ Ngài có ổn trong thế giới này không? Không ạ. Ngay cả với các Phật tử,
Tôi không nghĩ vậy. À, thế giới này thật buồn cười. Kinh Thánh và Kinh Điển dạy rất rõ ràng về mọi điều nhưng họ không hiểu. Họ chỉ hiểu những gì họ muốn hiểu hoặc những gì ma vương muốn họ hiểu. Đó là tại sao tôi nói thật là khó đối phó với ma vương, bởi vì người thế gian họ ủng hộ ma. Và làm sao một Thượng Đế, ngay cả Thượng Đế đấng toàn năng, đấng ban cho mọi chúng sinh ý chí tự do, lại có thể lấy đi ý chí tự do đó? Điều đó không công bằng. Giống như giết người nào, tiêu diệt người nào, mà những người khác hoặc đa số ủng hộ người đó. Vậy nên quý vị cứ hỏi tôi, tại sao tôi không tiêu diệt ma vương? Không đơn giản như thế. Ngay cả trong thế giới chúng ta, một nhà độc tài chỉ có thể bị lật đổ khi tất cả mọi người đứng lên và làm một cuộc cách mạng, chứ không chỉ có một nhóm nhỏ, mà chúng ta là một nhóm nhỏ so với nhóm ủng hộ ma vương. Có ba đảng trên thế giới này. Người Mỹ chỉ có hai đảng và đôi khi họ đã có vấn đề rồi. Một đảng muốn làm cái này và đảng kia nói không, không được. Thậm chí đôi khi là chuyện chính đáng họ cũng không ủng hộ, bởi vì họ là như vậy. Họ phải chống đối lẫn nhau. Dĩ nhiên điều này rất dân chủ và tốt cho đất nước, là mình có quyền tự do phản đối. Nhưng đôi khi rất phiền phức cho một tổng thống để thực hiện một số lý tưởng của ông, và sau đó người dân sẽ đổ lỗi cho ông rồi lần tới không bầu cho ông nữa. Giống như thế đó, một vị tổng thống không thể làm mọi thứ nếu ông không có sự ủng hộ của cả nước. Chúng ta thậm chí có ba hệ thống ở đây. Chúng ta có một hệ thống hỗ trợ Thượng Đế hay thiên đàng tốt, một hệ thống hỗ trợ ma vương và một hệ thống không biết gì hết. Một ngày đi bên trái, một ngày đi bên phải. Được rồi. Nhục thân người này ở giữa pháp hội, bỗng nhiên biến mất. Như thế người này chứng minh được rằng mình thật sự là Phật hay Thượng Đế, có thể biến mất. Và không ai trong pháp hội có thể nhìn thấy người này. Rồi từ hư không, người này bất ngờ xuất hiện trở lại. Xuất hiện trở lại. Người này có thể xuất hiện và biến mất tùy ý hoặc có thể hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly. Tất cả minh sư đều có thể làm vậy. Những cái này chỉ là trò trẻ con. Đây thực sự không là gì, nhưng đôi khi nó cũng hữu ích. Đó là tại sao tôi ước có thể dùng nó. Từ tay chân người này bốc lên hương thơm của gỗ chiên đàn hay là phân và nước tiểu của người này, có thể ngọt như đường phèn. Cho dù vậy, đừng có ăn nha. Nếu tình cờ gặp người nào đó trong số mấy người tu hành tặng quý vị kẹo từ nước tiểu của họ, xin đừng nhận. Người này phỉ báng giới luật. Thấy không? Đây là cái đuôi. Dù con cáo giấu cái đuôi giỏi đến đâu đi nữa, cái đuôi vẫn thò ra. Nào, người này sẽ phỉ báng giới luật. Thấy không? Hành vi đạo đức bị người này phỉ báng. Và người này coi thường những người đã rời bỏ cuộc sống gia đình. Đây là cái đuôi bự. Phỉ báng giới luật có nghĩa là bảo quý vị trộm cắp, nói dối, sát sanh, có bất kỳ hành vi tà dâm nào, cưỡng bách người ta, đại khái vậy, và thậm chí coi thường người xuất gia. Những người đã rời bỏ cuộc sống gia đình nghĩa là những người xuất gia, các tăng ni. Họ tin vào giáo lý của Đức Phật, lối sống của Chúa Giêsu, nên họ làm theo. Cho dù họ có khai ngộ hay không, dù họ có tu pháp môn quán âm hay không, quý vị vẫn phải tôn trọng họ. Tôi lúc nào cũng tôn trọng họ. Tôi không bao giờ hỏi các tăng ni mà tôi gặp ngoài phố hoặc trong sân bay, quý vị có tu pháp môn quán âm hay không? Quý vị có theo tôi hay minh sư khác, minh sư dạy ánh sáng và âm thanh hay không? Không, tôi không hỏi. Tôi biết đời sống xuất gia là một lối sống cao thượng. Và họ có thể cần chi đó. Nếu họ không cần, thì có lẽ họ có thể chia sẻ với những tăng ni khác cần. Vì một số tăng ni, họ thật sự tuân theo giáo lý và giới luật. Có lẽ họ chỉ ăn ngày một bữa. Họ không mang theo tiền, thân không đủ mặt. Khi thời tiết thay đổi đột ngột,
Hay khi đến quốc gia khác, họ không biết cách tự bảo vệ, vì vậy tôi biếu họ một ít tiền phòng khi họ cần mua thêm áo khoác hoặc gì đó, hoặc tại quốc gia lạnh lẽo, có lẽ họ cần giày. Tôi chỉ định, tôi nói, phòng khi quý vị cần thêm quần áo hoặc giày mới, giống như ở Đức, tôi cúng dường người xuất gia. Tôi chỉ định chỉ dành cho các tăng sĩ, không phải để trang trí ngôi chùa, không phải dành cho tượng Phật. Tôi biết có nhiều công đức hơn nếu tôi cúng dường cho tượng Phật. Theo như giáo lý của Đức Phật đã nói, thậm chí nếu cúng dường gì đó cho tượng Phật, mình sẽ có rất nhiều công đức. Nhưng tôi nói, chỉ dành cho người xuất gia, vì đôi khi tôi không đích thân gặp những người xuất gia, tôi đưa cho đệ tử của họ hay tín đồ của họ, vì họ nói, đôi khi chúng tôi nói chuyện trong nhà hàng hay nơi nào đó, nếu là Phật tử, họ nói với tôi, ồ, có ngôi chùa ở Đức chỗ nào đó, ngay cả sư người Thái, tôi biết họ không ăn chay, nhưng tôi không màng, vì sự thoải mái của họ. Vì đó là lối sống của các tăng sĩ người Thái, họ không ăn chay, có lẽ không. Vì vậy, tôi tặng họ giày, tiền, tôi nói, chỉ dành cho người xuất gia thôi, không phải dành cho chùa hay Phật, không phải dành cho tượng Phật. Bức tượng sẽ không thấy bị phương hại, không lạnh, không nóng, không đói. Nhưng các tăng sĩ cảm thấy lạnh, thấy nóng, thấy đau đớn. Ta nói chỉ dành cho tăng sĩ cho sự thoải mái của họ. Có lẽ như thuốc men, giày hay áo khoác. Tôi chỉ định, ta nói, chỉ dành cho tăng sĩ như vậy đó. Bởi vì người bị ma nhập này phỉ báng tất cả các giới luật, có nghĩa là bảo quý vị làm bất cứ điều gì không tốt, và thậm chí coi thường những người đã rời bỏ cuộc sống gia đình. Điều đó thật tệ, thật tệ. Người này thường bài bác như chẳng có nhân quả gì hết. Chết là hết. Chẳng có kiếp sau. Chẳng có phàm thánh. Khi đó quý vị biết cái đuôi đã lộ ra, cái đuôi bự. Mặc dù người này đã chứng được trạng thái không tịch, nhưng vẫn lén lút nuông chiều tham muốn của mình. Nếu nghĩ tất cả là không thì tại sao vẫn còn muốn cái này cái kia? Vậy thì chỉ là nói suông. Những người chiều theo dục vọng cũng chấp nhận quan điểm rỗng không của người ấy và bài bác nhân quả. Đây là một tinh khí được tạo ra khi xảy ra nhật thực hay nguyệt thực đã rơi. Thậm chí chỉ là một tinh khí, ngay cả không có hình thể của ma hoặc thân thể Atula, chỉ là tinh khí không thể tin được. Giống như cái gì đó mà chúng ta gọi là các yếu tố. Thậm chí đây chỉ là tinh khí được tạo ra trong lúc nhật thực hay nguyệt thực rơi trên kim ngọc, chi thảo. Lân, phụng, quy, hạt, tinh khí ban cho nó sự sống. Tinh khí này có thể nhập vào, có thể dùng bất cứ những sinh vật được đề cập ở trên, ngay cả nấm hiếm quý, và ban cho vật đó sự sống, để nó sống qua hàng ngàn, hàng vạn năm, không chết, và cuối cùng biến thành một tinh linh. Chỉ là một số tinh khí, thậm chí không có hình thể, không thân thể, thậm chí không có linh hồn, thậm chí nó phải nhập vào nấm, hoặc chim, hoặc rùa, và dùng thân thể đó để tiếp tục tu tập phương pháp mà nó đã tu hàng ngàn hay hàng vạn năm, và trở thành một tinh linh. Trời ơi, quý vị nghe chưa? Chỉ là tinh khí, như tinh chất của nước hoa, hay tinh chất của thức ăn nào đó, hoặc thức uống nào đó, và nó trở thành, nhưng có xảy ra, nó đã được tạo ra. Trong lúc nhật thực và hoặc nguyệt thực, và trở thành một tinh linh sau hàng vạn năm. Vô cùng mạnh mẽ, thậm chí chỉ là tinh khí xảy ra trong, chỉ là năng lượng. Mọi thứ đều tạo ra năng lượng. Quý vị biết điều đó. Đó là tại sao thậm chí một số trẻ em đã tạo ra cái gì đó
sản xuất năng lượng khi đi trong đế giày của mình. Cái đó tạo ra năng lượng, sau đó có thể sử dụng nó thậm chí để sạc điện thoại của mình. Đại khái vậy. Vậy nên ngay cả chỉ là năng lượng bình thường của thế giới vật chất có thể chà xát với nhau và trở thành cái gì đó. Vì vậy, khi nhật thực và nguyệt thực, thú vị phải không? Hầu hết người trần chúng ta nghĩ chỉ là mặt trăng và mặt trời di chuyển ngang qua nhau, do đó chỉ che khuất nhau một lúc thôi, và mọi người đi ra với kính bảo hộ và với một chậu nước chỉ để xem sự phản chiếu vì không dám nhìn trực tiếp, và nghĩ chỉ có thế thôi, chỉ là một hiện tượng vật lý hiếm gặp trong thiên thể của bầu trời. Nhưng chúng ta không hề biết rằng ngay cả hiện tượng di chuyển ngang qua nhau này cũng tạo ra một số tinh khí. Và bởi vì mặt trời và mặt trăng là những chúng sinh đầy lực lượng, quý vị biết mà, trong hai thiên thể đó còn chứa đựng nhiều hơn nữa các chúng sinh mạnh mẽ. Mặt trời vốn là một chúng sinh, giống như địa cầu là một chúng sinh. Một chúng sinh vĩ đại như thế đó. Nhưng trên địa cầu này, hay bên trong mẹ địa cầu, chứa chúng ta và vô số chúng sinh. Trong biển cũng có chúng sinh. Biển cũng là một chúng sinh chứa vô số chúng sinh trong đó. Và bên trong địa cầu này cũng vậy. Dưới mặt đất mà chúng ta đi, cũng chứa hàng triệu chúng sinh khác. Tôi không nói về côn trùng hay sâu bọ sống trong đó, mà tôi nói về những chúng sinh như con người chúng ta. Giống như con người, tiên tiến hơn một chút, bởi vì họ không bị quấy rầy khi sống dưới đó. Họ không bị xáo trộn bởi bão hay nóng và lạnh. Lúc nào cũng ôn hòa. Thật tuyệt vời. Vậy thì họ có thể có hòa bình, họ sống lâu hơn. Họ có hòa bình nên họ có thể phát triển nhiều thứ hơn chúng ta. Họ có mặt trời và mặt trăng, nhân tạo, đại khái vậy. Chúng ta cũng sắp làm được như vậy. Trung Quốc đang phóng mặt trăng nhân tạo vào không gian, phản chiếu ánh sáng mặt trời để tiết kiệm điện. Có lẽ không bao lâu chúng ta có thể tạo nhiều hơn. Có lẽ người Trung Quốc, tôi không biết, có lẽ một số khoa học gia người Trung Quốc hay người có thần nhãn thấy cách người ta làm mặt trời nhân tạo dưới lòng đất, nên họ có thể bắt chước. Tôi mới nhớ ra có câu hỏi nào đó, nhưng quên mất. Hay đâu đó ở bên trong, không sao, không có câu hỏi. Hãy xem truyền hình Vô Thượng Sư rồi tất cả câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời. Hãy xem BMD giữa thầy và trò. Câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời, hoặc đã được trả lời rồi. Ngay khi quý vị viết xuống, nó đã được trả lời nếu quý vị lắng nghe. Ngay khi quý vị viết xuống bất cứ câu hỏi nào, thì lập tức có câu trả lời. Chỉ cần lắng tâm, tĩnh lặng, quý vị sẽ nhận được câu trả lời. Ôi chào, thậm chí chỉ là tinh khí, mặt trời và mặt trăng, đầy lực lượng. Nếu mặt trăng không có ở đó, khí hậu, bầu khí quyển của chúng ta trên địa cầu này sẽ không thể hỗ trợ sự sống, hay không có sự sống tuyệt vời như con người. Có lẽ chỉ là một số vi khuẩn hoặc gì đó. Nên đôi khi tôi nhìn ngắm mặt trăng nếu tôi có cơ hội hiếm hoi nào. Bởi vì đôi khi tôi thậm chí làm việc cả ban đêm, tôi cảm ơn họ. Tôi cảm ơn mặt trời và cảm ơn mặt trăng. Đôi khi tôi nói, ồ, lâu rồi không gặp. Tôi xin lỗi, tôi quá bận rộn. Làm việc bên trong nhà hay bên trong hang động, không thấy mặt trời hoặc mặt trăng. Quá tập trung. Đó là tại sao tôi cũng thích nơi đó nhiều hơn, bởi vì không có nhà. Cái lều, mỗi khi tôi vào và ra khỏi lều, thì luôn luôn có mặt trời hoặc và mặt trăng. Chỉ cần một cái lều và xung quanh thoáng đãng, không có mái thì tốt hơn. Và bây giờ họ thậm chí dựng cả mấy cửa tránh muỗi hay gì đó, nhưng không sao, không cản trở, nó cũng tốt. Chỉ là tôi không thích cái màu xanh lá. Màn chắn mũi màu xanh lá tôi không thích, vì mình thấy màu xanh khắp nơi rồi. Nó cũng không phải màu xanh đẹp, loại màu xanh mà họ dùng để che cây phải không?
Họ dùng màn màu đó để gắn lên cái khung mà họ đóng. Tôi đâu có yêu cầu đâu. Một cái lều là đủ tốt rồi. Nhưng rồi họ lo muỗi cắn tôi. Nên họ đặt màn cửa quanh lều và nó màu xanh. Tôi không biết loại màu xanh gì để có thể nói cho quý vị biết, màu xanh thậm chí không sáng như màu xanh đó. Nhưng cái lều, ngay cả lều cũng màu xanh. Nhìn thấy mọi thứ bên ngoài đều xanh. Cây cối và lá cây cùng một màu, như vậy không vui. Tôi đã phàn nàn chút đỉnh, nhưng không sao. Đỡ hơn là tệ. Những mặt trời là các chúng sinh mạnh mẽ. Họ tự nguyện giúp chúng ta trồng trọt các thứ và ban cho chúng ta sự ấm áp và vui vẻ. Và mặt trăng giúp chúng ta duy trì năng lượng hỗ trợ bầu khí quyển này để chúng ta có thể tiếp tục sống. Vì vậy, đôi khi quý vị nhớ thì hãy cảm ơn họ. Những mặt trời là các chúng sinh mạnh mẽ. Họ tự nguyện giúp chúng ta trồng trọt các thứ và ban cho chúng ta sự ấm áp và vui vẻ. Và mặt trăng giúp chúng ta duy trì năng lượng hỗ trợ bầu khí quyển này để chúng ta có thể tiếp tục sống. Vì vậy, đôi khi quý vị nhớ thì hãy cảm ơn họ. Vì vậy, Đức Phật nói đó là lý do tại sao khi mặt trời, mặt trăng đi ngang qua nhau, có lẽ tạo ra một loại cọ xát. Và điện từ cọ xát đó, năng lượng cọ xát đó tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng sinh ra tinh khí của cái gì đó. Và sau đó, tinh khí này còn trở thành một tinh linh. Nên nhớ là chỉ sau ngàn vạn năm, tuy nhiên không tốt, không hay đâu. Mọi thứ đều trở thành cái gì đó. Nhưng mình sẽ thắc mắc làm sao mặt trăng, mặt trời, những chúng sinh nhân từ như vậy mà lại sản sinh ra loại con cái này, tinh khí đó. Nhưng riêng tinh khí thôi thì vô hại. Giống như riêng rượu thôi thì vô hại. Chỉ có hại khi nó tương tác với mấy thứ khác. Nhưng nếu đưa rượu vào thân thể thì nó sẽ đốt cháy mình. Ý tôi là đốt nhanh hay chậm còn tùy. Và rồi, như tinh chất của bất cứ gì, hay bất cứ gì vô hại, cho dù không hữu ích, nó cũng vô hại, phải không? Cho tới khi nó liên kết với cái gì khác. Quý vị cũng biết với cuộc đời mình chỉ là một người độc thân tự do, vô tư lự. Chỉ cần kiếm chút đỉnh tiền, chăm sóc bản thân, một gian phòng nhỏ là ổn. Cho nên người độc thân quý vị không cần dọn dẹp nhiều, vậy tốt. Rồi tình cờ quý vị đi ngang qua mặt trăng hay mặt trời nào đó của mình, rồi tạo ra một số tinh khí ở giữa hoặc dính vào nhau. Thế là đời mình, rắc rối của mình bắt đầu. Và nó có thể không kết thúc cho đến khi mình xong đời. Cho nên dù không cảm thấy thích đời sống của người xuất gia, quý vị cũng phải tôn trọng họ. Ít nhất là tôn trọng sự tự do, lối sống độc thân của họ. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi sự đồng ý của nửa quan trọng hơn kia. Ban đầu mình là nguyên vẹn, tại sao lại trở thành một nửa, tôi không biết. Ban đầu mình đâu bao giờ cảm thấy là phân nửa, phải không? Mình là toàn vẹn, phải không? Trọn vẹn. Rồi sau khi kết hôn, mình nói tôi cần phải hỏi nửa tốt hơn kia của tôi. Họ nói như vậy, phải không? Tôi thường nghe tôi cần phải hỏi nửa tốt hơn của tôi trước. Và quý vị trở thành không phải chỉ phân nửa thôi, mà còn là nửa kém hơn. Không phải buồn cười sao? Nhưng quý vị lại hạnh phúc với điều đó, vậy tốt, phúc lành cho quý vị, chúc may mắn và cầu nguyện cho chính mình. Hãy vui vẻ với bất cứ gì mình có, bởi vì mình chọn mà. Nhưng hãy chấp nhận thực tế. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không chê trách đời sống hôn nhân của quý vị hay gì cả. Chỉ nhân tiện lỗi của mặt trời và mặt trăng, lỗi của Đức Phật, tạo cảm hứng cho tôi nói như vậy. Cứ tiếp tục đời sống hôn nhân, hãy vui vẻ, hãy tử tế với nhau.
nhưng không cần phải là phân nửa kém hơn. Quý vị là trọn vẹn, cả hai đều toàn vẹn. Vậy không nên kiểm soát lẫn nhau. Hãy đối xử tốt với nhau. Hãy chung thủy và tử tế. Tương kính như tình. Giống như khi còn hẹn hò, khi tim mình vẫn còn đập thình thịch, khi gặp mặt trăng hay mặt trời kia của mình. Ở Ý có một bài hát như vậy: khi anh gặp em, anh có mặt trời trong tim anh, đấy là em là mặt trời của anh, có phải vậy không? Ở Ý có một bài hát: anh có mặt trời vì đó là em. Thành ra đó là những gì tôi đang nói. Được rồi, sư phụ của quý vị nhiều chuyện. Trời ơi, chúng ta phải đi thôi, nếu không quý vị sẽ đói. Không, không, không sư phụ. Bao nhiêu người nói không? Giơ tay coi. Dạ không. Đó là đa số hay thiểu số? Nếu quý vị muốn tôi ở lại, giơ tay lên. Đúng là đa số. Đừng trách tôi nếu đêm nay quý vị đi ngủ mà bụng vẫn đói, thức ăn vẫn còn ở đó. Quý vị nên ăn trước khi mặt trời lặn. Nhờ sư phụ mà quý vị đã trở thành người sống bằng không khí được một lúc, được nửa ngày. Quý vị ổn không? Dạ ổn. Ổn, ổn, ổn. Dạ, tự do đi nha, bất cứ ai. Nếu phải đi thì cứ đi. Đi ra sân bay hoặc đi ăn hoặc bất cứ việc gì. Quý vị không bắt buộc. Tôi buộc phải ở lại, quý vị thì không. Ồ, trời ơi, trời ơi. Ta nói nửa tiếng thôi, thế mà đã một tiếng rồi. Trôi qua như là 5 phút, phải không? Tôi thấy vậy, quý vị thì sao? Dạ, cũng vậy. Cũng vậy, cha, quý vị tốt bụng quá. Trời ơi, quý vị thật là rất lịch sự và là thính giả nhiệt tình. Một số người cũng nói như vậy về truyền hình vô tần sư. Họ chỉ dán mắt vào đó và họ xem đi xem lại một số chương trình họ thích. Không cần phải vậy, mình tải xuống sau. Chương trình sẽ được lưu trữ. Quý vị có thể xem lại. Nhưng nói về điều đó, thì tôi cũng vậy. Đôi khi tôi chỉnh sửa gì đó và phải chờ tới khi chương trình đó chiếu lên để xem họ đã thật sự chỉnh lại trên truyền hình hay chưa. Và đôi khi tôi phải thức cả đêm để chờ chương trình đó. Tôi không thể không chờ. Tôi thầm nhủ, đi ngủ thôi, sao cũng được. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi ngủ và rồi tôi lại mở mắt ra nhìn. Vì vậy, ban đầu tinh linh này không có chỗ để bám vào. Giống như chất ete, như không khí. Và sau đó, tiếp cận với bất kỳ loài vật nào đã nói trên, hay một số loài vật khác, Đức Phật không thể liệt kê cả thế giới loài vật ở đây, nhưng nhân tiện, tinh khí có thể tiếp cận với bất kỳ loài vật nào và nhập vào thân thể đó và dùng nó, ban cho nó lực lượng, thậm chí ngọc. Trời ơi! Nó chỉ rơi lên thôi. Vì tinh khí không có ý chí của riêng nó, nhưng nó có tinh khí từ mặt trời và mặt trăng. Ồ, quan trọng đây. Nếu tinh khí này rơi trên vàng, ngọc bích, linh chi thảo, kỳ lân, phượng hoàng, thậm chí kỳ lân cũng hiện hữu vào thời Đức Phật, Ngài nói như vậy. Ngài không nói dối. Để làm gì? Nếu Đức Phật chưa bao giờ biết kỳ lân, làm sao Ngài nói vậy? Vậy lúc đó có lẽ vẫn còn, có lẽ bây giờ vẫn còn ẩn náu ở đâu đó, hoặc có lẽ kỳ lân chết hết rồi vì con người chúng ta khủng khiếp. Rồi phượng hoàng, rùa hay chim hạc. Tôi thắc mắc, không biết tinh khí có rơi vào mấy sinh vật khác ngoài mấy sinh vật kể trên đã được đề cập trước đó không? Có lẽ nó không thể trở thành một tinh linh ngay cả sau vạn năm. Tôi đoán đây là các sinh vật tốt, vàng tồn tại mãi mãi. Ngọc, quý vị biết ngọc mà người Trung Hoa ưa thích. Họ tin nó mang lại may mắn. Cho nên nhiều người Trung Hoa đeo dây chuyền, ngọc bội, hoặc vòng đeo tay, vòng đeo tay. Quý vị biết cái vòng mà họ đánh bóng và họ đeo nó hồi còn trẻ và sau đó nó cũng còn đó suốt đời. Và nếu có gì đó thay đổi bên trong ngọc bích, nghĩa là có điểm gì đó, như nó biến thành màu máu,
thì sẽ có điềm không may xảy ra, thí dụ như vậy. Hoặc sẽ có điềm lành nếu nó đổi sang màu khác. Vì Phượng Hoàng là một trong bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng và rùa nữa. Long nghĩa là rồng. Lân có nghĩa tựa như sư tử. Hiểu không? Nhưng khác. Và rồi quy nghĩa là rùa. Bởi vì rùa sống rất thọ. Và rùa cũng rất tốt, mang lại nhiều may mắn này nọ. Nhưng một số người giết rùa, rồi treo mai rùa lên tường. Mai rùa mang lại được bao nhiêu may mắn đâu mà giết rùa. Nếu rùa không nguyền rủa quý vị, đã là tốt lắm rồi. Mai rùa làm sao mà mang lại may mắn, hoặc ăn thịt rùa mà mang đến may mắn cho mình. Và Phụng là chim Phượng Hoàng. Cho nên đây là tứ linh trong thần thoại và truyền thuyết Trung Hoa. Tôi có chụp một tấm ảnh của một trong những loài hoa. Họ gọi nó là kỳ lân. Tôi khỏi kể vì quý vị sẽ thấy hoa này trên truyền hình vào mấy ngày Tết Nguyên Đán. Nó giống như sư tử mà tôi đã nói với quý vị, tựa loài vật. Hoa đẹp, rất đẹp. Chỉ là một loại xương rồng, nhưng rất đẹp, thật là đẹp. Quý vị sẽ thấy hoa này trên TV. Tôi có chụp một tấm ảnh hoa bên nhà láng giềng chúng ta. Tôi đã xin phép. Họ ra và nói được chứ. Họ tự hào và vui mừng hơn thấy tôi thậm chí thích mấy tấm ảnh đó. Vậy nên tôi rửa tấm ảnh ra và lồng khung. Rồi tôi đến nhà họ, tặng họ ba tấm ảnh tôi đã chụp. Họ rất vui mừng, mừng lắm. Tôi nói để hình trong nhà, vì hoa đó sẽ không nở mãi đâu. Người phụ nữ nói với tôi rằng vào mùa hè, hoa còn đẹp hơn nhiều, lớn hơn. Bây giờ là mùa đông, nó đang tàn. Tôi nói chưa đâu, hoa vẫn còn đẹp. Cô ấy nói, nhưng hoa không tươi mãi. Tôi nói, quý vị đặt tấm ảnh này trong nhà, thì hoa sẽ tươi mãi. Vì nó có nghĩa là may mắn, mang tên của một trong tứ linh. Đó là tại sao họ trồng bên ngoài để được may mắn. Tôi nói bây giờ mấy hoa này sẽ lưu lại với quý vị cả đông lẫn hạ. Họ rất vui, họ muốn trả tiền cho tôi. Đây là điển hình của người dân quanh Tây Hồ. Họ không nhận thứ gì không thuộc về họ. Nếu bất cứ quý vị nào làm điều đó thì nên thấy xấu hổ. Người ngoài, họ được gọi là khách gia. Họ là người khách gia, rất thật thà và thẳng thắn. Đưa dư một xu, họ cũng không lấy của quý vị. Đó là thói quen. Đôi khi tôi đang vội, tôi đưa nhiều hơn rồi nói hãy giữ tiền thừa lại, họ chạy theo và thảy vào trong xe của tôi. Nếu họ phải làm vậy, họ không lấy. Họ muốn trả tiền cho tôi về ba tấm ảnh mà tôi đã lộng khung. Tôi nói không, không, không. Quý vị cho tôi chụp ảnh. Không sao, có thể vậy là hoài. Họ trả lời không, không thể. Khung ảnh tốn tiền mua. Tôi nói không sao, không bao nhiêu đâu. Chúng ta là láng giềng mà. Chúng ta là láng giềng, không sao. Cứ muốn trả tiền cho tôi. Họ không cần là người tu hành mà vẫn sống hết sức trung thực. Có lẽ đó là tại sao nơi này được chọn là nơi khởi đầu. Có người tốt xung quanh quý vị, trong cửa hàng và mọi nơi. Họ không bao giờ lấy hơn giá bán. Không bao giờ. Và xung quanh Tây Hồ đây, toàn người khách gia từ Trung Quốc. Họ nhập cư tới đây đã lâu rồi. Và họ định cư ở đây. Tất cả họ rất thật thà, thật tốt và tử tế. Tốt bụng nữa, không chỉ trung thực thôi. Rất sẵn sàng giúp đỡ. Nếu mình bị lạc, không biết đường, thì họ không ngại mọi phiền phức để đưa mình đến chỗ. Điều đó xảy ra với tôi nhiều lần, lúc nào tôi cũng lạc khi trở lại đây. Nếu đó là tài xế lạ, một tài xế mới, nếu không phải là tài xế Trung Hoa hay Đài Loan, Formosa, thì anh ấy lạc được. Tôi luôn luôn trở về từ sân bay bằng xe taxi. Và nếu đó là tài xế taxi mới hay tài xế taxi trẻ thì anh ấy bị lạc. Và chúng tôi phải nhờ hàng xóm. Ai cũng biết Tây Hồ ở đâu, đạo tràng sư phụ Thanh Hải ở đâu. Tất cả họ đều biết, mặc dù họ chưa bao giờ đến, nhưng họ biết. Vậy nên người phụ nữ này cũng nói với tôi, xin lỗi, tôi không có thời gian.
chưa lên Tây Hồ để gặp Ngài. Tôi nói không, tôi đến gặp quý vị, tôi nên đến. Quý vị không đến gặp tôi thì hôm nay tôi đến gặp quý vị cũng vậy mà. Mọi người thật tử tế, thật tốt bụng. Tất cả họ đều biết. Và khi nhìn thấy tôi là họ biết liền. Thuần chay phải không? Thuần chay phải không? Thanh Hải trên đồi phải không? Họ có thể không nhận ra đó là tôi. Vì khi ra ngoài tôi không mặc sang trọng hay gì hết. Nhưng nếu chúng ta hỏi về đạo tràng Tây Hồ, họ biết. Thanh Hải, Thuần Chai. Vâng, được, chúng tôi biết. Rồi bây giờ hành giả tìm kiếm cảnh giới thâm không, thu hút sự chú ý của loại tinh linh này. Người này bị tinh linh nhập. Và rồi thuyết giáo đạo lý. Bây giờ quý vị biết người này coi thường người xuất gia và phỉ báng giới luật của Đức Phật. Người ấy cho phép tín đồ của mình muốn làm gì thì làm, bởi vì không có kiếp sau. Đó là điều người ấy nói, không có hậu quả, không có nhân quả, không nghiệp chướng, không quả báo. Tưởng tượng xem họ trở thành loại tín đồ gì? Kẻ trộm cướp, kẻ cưỡng bách, kẻ sát nhân, bất cứ gì. Trời ơi, kinh khủng, khủng khiếp. Điều này cũng phá rối thiện nam tử, là những người đang tọa thiền. Vậy bây giờ người này, linh khí này sinh vào miền đất này. Sau cả vạn năm, nó trở thành tinh linh, và rồi tinh linh đó sinh vào miền đất này và đến lúc già biến thành quỷ. Từ tinh linh thăng cấp lên thành quỷ. Thậm chí quỷ cũng cao hơn tinh linh. Nó phá rối thiện nam tử. Nhưng đến khi chán rồi, nó sẽ rời khỏi thân thể của người này. Rồi cả thầy lẫn trò đều rơi vào lưới pháp luật như thường lệ. Ông nên biết trước điều này để không bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm, không hiểu thì sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Có nghĩa là quý vị nên biết tình trạng của mình, tiếp tục tu tập và cầu nguyện để được giải thoát. Không nên quá mãn nguyện hay tìm kiếm điều gì vượt quá lực lượng của mình, vượt quá thân phận, địa vị tâm linh của mình. Vậy thì quý vị sẽ vô sự sau khi loại trừ cảm giác ngủ uẩn, cho dù mình có dừng lại ở đó. Hay vãng sanh trong tình trạng đó, mình vẫn có thể tái sinh và tìm kiếm minh sư thay vì tham lam điều gì mà quý vị chưa được phép có. Và rồi, ma quỷ sẽ đến nhập vào quý vị và gây rối. Hơn nữa, người tu hành Pháp Môn Quán Âm sẽ hiếm khi gặp cái này, cái kia và những thứ đã đề cập trước đó. Bởi vì lực lượng sư phụ bảo vệ họ khỏi bị phương hại. Trừ khi trước đó, quý vị đã vướng mắc với các loại linh hồn khác hay các loại tu tập khác không an toàn trong thế giới này. Đặc biệt trong thời đại khó khăn này, giai đoạn chuyển tiếp giữa thời điểm tốt và không tốt. Ngoài trừ quý vị đã bị ma nhập trước đây hoặc vướng vào linh hồn nào đó do tìm kiếm hoặc tôn thờ thần thông và đủ thứ, thì như vậy khó hơn. Nhưng cuối cùng, lực lượng sư phụ cũng sẽ gỡ rối và giúp quý vị, dù quý vị có gọi sư phụ giúp hay không. Vì trong tình trạng đó, có lẽ Pháp Quán Âm mà quý vị cũng không nhớ hoặc nghĩ đến nổi nữa, quý vị bất cần. Nhưng sư phụ sẽ luôn luôn ở đó và cố gắng giúp quý vị. Chỉ cần có một chút đức tin, thậm chí bé như hạt mù tạt, sư phụ sẽ không rời quý vị. Cảm ơn quý vị. Phải, hãy vận động một chút. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ.
Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Được rồi, bây giờ đủ rồi ha. 6:30 rồi. Tôi nghĩ quý vị nên đi. Và nếu quý vị trở lại hoặc có lẽ lúc khác, tôi không thể hứa, nhưng nếu ngày mai có thời gian, thì tôi sẽ cho người liên lạc biết và quý vị sẽ tập hợp một lần nữa. Trong khi đó, hãy tọa thiền ở nơi nào quý vị muốn, ở nơi nào ấm áp, thoải mái. Đừng cứ ngồi đây chờ, không biết khi nào tôi đến. Tôi có công việc khác phải làm. Tôi thật sự xin lỗi. Công việc đôi lúc bị áp lực với thời gian. Tôi lúc nào cũng phải làm việc. Ngược lại với suy nghĩ của một số người rằng là minh sư thì chỉ làm việc vào các ngày chủ nhật, không phải đâu. Thôi được. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi thậm chí không thể lúc nào cũng gặp chó của tôi, ngay cả lúc bình thường, không phải chỉ lúc bế quan. Tôi cần phải, ý tôi muốn nói, công việc là trên hết. Chỉ khi không khẩn cấp thì tôi có chó xung quanh và tôi làm việc với họ, nhưng nếu thật sự khẩn cấp tôi cần tập trung. Dù là việc bên ngoài hay việc bên trong, thì mấy chú chó phải hy sinh. Tôi cứ xin lỗi họ. Nhưng thật ra là như vậy. Tôi nói có còn hơn không, còn hơn là không bao giờ. Còn hơn là nếu tôi chết, họ sẽ không gặp tôi nữa. Tất cả chúng ta phải làm hết sức mình, thế thôi. Chó của tôi hả? Họ vui vẻ, họ hiểu, họ nói vì ngài, thưa sư phụ, chúng con sẽ làm bất cứ gì, đừng lo lắng cho chúng con. Đó là điều họ thật sự nói với tôi. Và tôi nói, nhưng các con ở lại cả mấy tuần, đôi khi tuần này sang tuần khác, hoặc cả tuần lễ mà không thấy ta, các con chịu được không? Dạ được. Tôi hỏi, các con có ổn không? Sao có thể được? Chó lẻ ra, rất quấn quýt bên chủ, làm sao các con chịu nổi? Chú nói, ồ, tình thương của ngài bên chúng con cảm nhận tình thương của ngài, vậy nên chúng con ổn. Chà, chó thật thông minh. Tôi cảm phục tinh thần của họ. Vì vậy, khi tôi bế quan, họ hiếm khi sủa hoặc làm gì trừ khi có gì đó quấy rầy họ. Người nào đó đến hoặc cái gì đó, họ chỉ giữ thật yên lặng và cũng không quấy rầy tôi bên trong. Họ không cho tôi cảm giác là họ bất an, mong đợi tôi, trông chờ tôi. Không, không có. Họ là những chúng sinh thật tốt, đúng vậy. Và họ đã ở bên tôi nhiều kiếp rồi, mà vẫn chưa chán. Lần này tôi bảo họ đừng trở lại, đừng trở lại. Bởi vì tôi cũng cảm thấy thương cho họ. Được rồi, cảm ơn quý vị.